Quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin đáng lưu ý. Gia tăng bệnh nhi mắc virus hợp bào hô hấp, nguy hiểm khi nuốt phải xương cá dẫn đến thủng ruột. Trong một thời thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những lưu ý để phòng tránh bệnh cúm mùa. Trong một cẩm nang y học kỳ này sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy xông mũi họng cho trẻ. Câu chuyện cuối chương trình sẽ là cảnh báo tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thời tiết lạnh, không khí lúc quá hanh khô, lúc lại ẩm thấp trong thời gian qua đã làm tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh hô hấp do virus hợp bào hô hấp tăng nhiều hơn so với trước. Trong một tháng gần đây, tại khoa nhi của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, số ca nhập viện tăng gấp hơn 2 lần so với trước, với trung bình từ 40 tới 50 ca trên ngày. Theo các bác sĩ, ca mắc bệnh lý này sẽ tăng lên vì giai đoạn này điều kiện không khí, độ ẩm có sự thay đổi, khả năng sinh sôi của virus phát tán mạnh hơn. Do hệ thống miễn dịch của trẻ em chưa được hoàn chỉnh, virus hợp bào hô hấp có ái lực với đường hô hấp trên nên trẻ em là đối tượng dễ mắc virus này nhất. Cũng giống như bệnh lý hô hấp khác, triệu chứng thông thường hay gặp ở trẻ mắc virus hợp bào hô hấp là ở giai đoạn đầu có hắt hơi, sổ mũi, sốt nhẹ, sau đó bệnh nhân sốt cao lên, thở nhanh, khó thở. Trong giai đoạn đầu, nếu thấy con ăn uống bình thường, sốt nhẹ, chưa khó thở, cha mẹ có thể chăm sóc con ở nhà, vệ sinh mũi họng, cho uống nhiều nước. Nếu con sốt cao lên, ho nhiều hơn, khó thở, ăn ít hơn, đi tiểu ít hơn, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, thì khi đó trẻ có biểu hiện rất nặng. Các gia đình phải đưa con đến cơ sở y tế để được tư vấn chính xác, chứ không nên tự đi mua thuốc. Năm 2016, huyện Ân Thi là một trong những huyện có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất tỉnh, 120 nam trên 100 nữ. Tuy vậy, do thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay tỷ số này đã dần được kiểm soát. Để kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, huyện Ân Thi đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với đa dạng hình thức như trên các phương tiện thông tin đại chúng, tư vấn trực tiếp tại trạm y tế, hộ gia đình, duy trì câu lạc bộ không sinh con thứ ba tại các xã, thị trấn có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao, nhằm từng bước làm thay đổi tâm lý, muốn có con trai để nối dõi tông đường. Cán bộ dân số tại cơ sở tâm huyết, nhiệt tình, khéo léo thuyết phục các cặp vợ chồng không lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, xây dựng quy mô gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đến nay, tỷ lệ dân số phát triển tự nhiên của huyện là dưới 1%, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn huyện giảm còn 114 nam trên 100 nữ. Ân Thi được đánh giá là một trong hai huyện kiểm soát tốt mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên vừa mổ cấp cứu cho một trường hợp bị thủng ruột non do nuốt phải xương cá. Đây cũng là lời cảnh báo cho mọi người khi ăn những thực phẩm có xương phải hết sức cẩn thận. Ngày 4 tháng 1, ông Đào Xuân Trái ở xã Song Mai, huyện Kim Động được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, sốt nhẹ, bụng trướng. Trước đó một ngày, bệnh nhân cảm thấy đau vùng hố chậu phải quanh rốn từng cơn. Khi nội soi vào ổ bụng, bác sĩ phát hiện một xương cá dài 3cm sắc nhọn đâm xuyên thủng ruột non. Các bác sĩ đã tiến hành lấy xương, làm sạch, khâu lỗ thủng ruột non qua nội soi ổ bụng. Thông thường xương dễ mắc ở vùng hầu họng, thực quản, nhưng ở trường hợp này, xương cá đi xuống đến ruột non và đâm thủng ruột, gây biến chứng viêm phúc mạc. Khuyến cáo người dân khi ăn uống thực phẩm có xương nên cẩn thận, chú ý nhai kỹ. Nếu không may hóc phải xương, nên đến bệnh viện để được xử lý sớm, tránh trường hợp dị vật đâm thủng ruột. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, chính sách thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế đã chính thức được triển khai. Tuy nhiên, thực tế rất nhiều người hiểu chưa rõ về việc hưởng 100% bảo hiểm y tế tuyến tỉnh. Do chưa hiểu đúng về các tuyến bệnh viện nên nhiều người nhầm tưởng chính sách thông tuyến tỉnh áp dụng cho tất cả các bệnh viện nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước. Tuy nhiên, theo quy định tại thông tư số 40/2015/TT-BIT, chính sách thông tuyến tỉnh chỉ áp dụng với các cơ sở y tế thuộc tuyến tỉnh chứ không áp dụng đối với các bệnh viện tuyến trung ương. Do đó, nếu tự đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện thuộc tuyến trung ương, người bệnh chỉ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú đang được áp dụng hiện nay. Bảo hiểm y tế chỉ thanh toán khi điều trị nội trú trái tuyến tỉnh. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước theo mức hưởng khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Quy định này cũng chỉ rõ chỉ áp dụng đối với việc điều trị nội trú. Nếu có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám ngoại trú, không nhập viện, thì quỹ bảo hiểm y tế sẽ không hỗ trợ chi trả mà người bệnh sẽ phải tự mình thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Để được thanh toán bảo hiểm y tế, khi khám chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, người bệnh phải có giấy chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến dưới thì mới được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.
Bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu là do các chủng virus cúm AH3N2, cúm AH1N1, cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc. Để hiểu rõ và phòng tránh được bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Sái Văn Đức, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hỏi bác sĩ là bệnh cúm mùa thì thường xảy ra vào dịp nào trong năm và bệnh thường gây ra những biến chứng nguy hiểm gì ạ? Bệnh cúm thì xuất hiện quanh năm, nhưng mà mùa hay gặp thì là thường là mùa đông và mùa xuân. Bệnh cúm mùa này khá là lành tính, bệnh thường tự khỏi sau khoảng 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên là có một số trường hợp cũng có những cái biến chứng nguy hiểm. Đầu tiên phải kể đến là bệnh lý đường hô hấp, trong đó có cái viêm phổi nặng có thể dẫn đến tình trạng suy hấp, suy đa tạng. Biến chứng thứ hai là biến chứng về tim mạch, có thể dẫn đến tình trạng viêm cơ tim, viêm tim. Bệnh cúm mùa cũng có thể gây viêm não do cúm, có thể để lại cái hậu quả là vấn đề di chứng của thần kinh. Vậy làm thế nào để có thể phòng tránh được bệnh cúm mùa thưa bác sĩ? Cũng giống như các cái bệnh lý mà lây theo đường hô hấp khác, thì để phòng tránh được bệnh cúm, chúng ta cũng cần phải thực hiện một số các biện pháp đơn giản như sau. Thứ nhất là vệ sinh mũi miệng hàng ngày cho sạch, súc miệng nước muối sinh lý, rồi thường xuyên rửa tay bằng các cái dung dịch sát khuẩn, tránh tụ tập nơi đông người, rồi đeo khẩu trang. Khi mà phải tiếp xúc với người bệnh thì chúng ta cách xa người bệnh từ khoảng 1.5 đến 2 mét. Rồi các cái biện pháp phòng đơn giản khác như là chúng ta tiêm vaccine cho trẻ và vaccine cho người già là những cái đối tượng mà dễ bị mắc bệnh cúm. Xin bác sĩ cho một vài cái lưu ý trong cách mà phòng và chữa bệnh cúm mùa. Bệnh cúm thì có thường là tự khỏi, do vậy là người dân cũng không nên tự ý điều trị tại nhà, hoặc là tự ý mua các cái thuốc phòng cúm đặc hiệu, ví dụ như là Tamiflu mà không có chỉ định của bác sĩ, để tránh cái hiện tượng kháng thuốc. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì trong quá trình chăm sóc người bệnh bị cúm thì chúng ta cần phải nâng cao thể trạng của bệnh nhân lên, ăn tăng cường rau củ quả tươi để lấy hàm lượng vitamin C, rồi ăn tăng dinh dưỡng và đặc biệt là cần phải bổ sung đầy đủ các cái dưỡng chất như đạm, protein và chất béo, phối hợp các cái thuốc hạ sốt giảm đau theo mỗi 4 đến 6 giờ theo cái liều lượng sinh lý của bệnh nhân. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân cứ sốt cao liên tục và ho nhiều thì nguy cơ bội nhiễm về phế quản phổi hoặc là nguy cơ biến chứng cao thì chúng ta nên cho bệnh nhân nhập viện để bác sĩ kiểm tra và cho các cái chỉ định cũng như điều trị phù hợp. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi. Vâng, cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, máy xông mũi họng có thể dùng cho nhiều đối tượng mắc phải các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, trong đó có cả trẻ nhỏ. Để đạt hiệu quả hỗ trợ điều trị cho bé một cách tối đa, cha mẹ sẽ cần lưu ý sử dụng đúng cách thiết bị. Chuyên mục Cẩm nang y học kỳ này, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hữu Tân, trưởng khoa liên khoa tai mũi họng mắt răng hàm mặt Bệnh viện Đa khoa Hà sẽ hướng dẫn quý vị cách sử dụng máy xông mũi họng cho trẻ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy khí dung trong điều trị một số bệnh lý về đường hô hấp. Thứ nhất là khí dung là phương pháp điều trị tại chỗ tương đối hiệu quả các bệnh lý về đường hô hấp như viêm mũi xoang, viêm họng thanh quản, viêm mũi họng, rồi viêm phổi, hen phế quản, vân vân. Sau đây tôi hướng dẫn các bạn về sử dụng máy khí dung. Máy khí dung có cái máy phát ra xung khí dung, cái dây dẫn trong bộ này là có 3 dụng cụ cơ bản. Một là dây dẫn, thứ hai là bầu khí dung là nơi chúng ta đựng thuốc, thứ ba là mặt nạ hoặc ống khí dung, tùy từng bệnh lý mà người ta sử dụng mặt nạ hoặc ống khí dung khác nhau. Đầu tiên là chúng ta phải lắp máy, lắp dây dẫn vào cái bầu khí dung, sau đó lấy thuốc vào bầu khí dung, lấy kim tiêm, lấy thuốc vào bầu khí dung, pha dung dịch cho phù hợp theo chỉ định của bác sĩ, rồi lắp bầu khí dung lại, lắp mặt nạ hoặc ống
máy khí dung. Nếu dành cho trẻ nhỏ và các bệnh lý về mũi họng và mũi xoang thì mình có thể dùng mắt khí dung. Sử dụng mắt khí dung thì chúng ta phải đặt cái mắt làm sao cho nó vừa khuôn mặt và kín được. Nếu mà dùng cái ống khí dung, ống thở thì chúng ta lắp và chúng ta ngầm trong, thứ nhất trong khí dung về các cái bệnh lý về họng thanh quản và các bệnh lý về hô hấp dưới. Một lần khí dung thông thường kéo dài tầm cỡ khoảng 10 đến 20 phút. Sau khi dùng khí dung xong chúng ta tắt máy. Việc vệ sinh bảo quản dụng cụ khí dung rất quan trọng. Thứ nhất là để cho cái máy khí dung và cái những cái khí dung không bị hư hỏng. Thứ hai là tránh lây chéo cho các cái bệnh lý khác. Mỗi bệnh nhân nên có một cái bộ khí dung riêng và sau mỗi lần khí dung thì chúng ta phải vệ sinh. Chúng ta có thể, thứ nhất là nếu mà trong cái dụng cụ hấp sấy được thì chúng ta hấp sấy, còn những đồ nhựa không hấp sấy được thì chúng ta có thể lau bằng côn. Trước khi là lau bằng côn chúng ta phải rửa bằng nước muối hoặc xà phòng, sau đó lau bằng côn 90 độ rồi chúng ta bảo quản khô ráo để cho lần khí dung tiếp theo. Khí dung là một phương pháp điều trị tương đối hiệu quả các bệnh lý về đường hô hấp, tuy nhiên không nên quá lạm dụng vì có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Nên các bạn sử dụng máy khí dung và sử dụng thuốc khí dung sẽ phải theo chỉ định hướng dẫn của bác sĩ. Trên đây là tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy khí dung. Tôi xin cảm ơn, chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người dân có thể dễ dàng mua thuốc kháng sinh ở nhiều nơi và sử dụng một cách tùy tiện. Tuy nhiên hậu quả của việc lạm dụng thuốc kháng sinh là rất nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ em. Câu chuyện sau đây sẽ cảnh báo về hiện thực của tình trạng này. Chị Bùi Thị Hiếu ở khu phố An Bình, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên có thói quen đi mua thuốc kháng sinh khi bị các bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, tiêu chảy. Các thành viên trong gia đình chị thường dùng chung thuốc của nhau nếu có cùng triệu chứng bệnh. Con của chị tiếp xúc với kháng sinh chỉ khi mới 6 tháng tuổi. Lúc đầu sử dụng thấy rất hiệu quả, nhưng càng về sau thì càng có biểu hiện bị nhờn thuốc, bệnh lâu ngày không khỏi khiến chị rất lo lắng. Khi mà con mình có bị bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe, ví dụ như hắt hơi, sổ mũi này hay gì đấy, là mình có thể mình ra hiệu thuốc là mình mua luôn thuốc kháng sinh về cho con uống. Lúc đầu thì thấy con cải thiện rất là tốt, uống thì khỏi, có những lần là khỏi luôn đấy. Nhưng mà càng về sau thì rất lâu mới khỏi. Việc lạm dụng thuốc kháng sinh của chị Hiếu cũng là thói quen của rất nhiều người dân hiện nay. Tại một số quầy thuốc tư nhân trên địa bàn thành phố Hưng Yên, việc mua bán thuốc kháng sinh dễ dàng như trao đổi một loại hàng hóa thông thường, không cần kê đơn theo chỉ định của bác sĩ. Trong khi đó, thông tư số 07/2017 của Bộ Y tế đã quy định rất rõ danh mục các loại thuốc bắt buộc phải bán theo đơn, đặc biệt là các loại thuốc kháng sinh. Người bán chạy theo lợi nhuận, phó mặc sức khỏe bệnh nhân. Còn người mua thì vẫn giữ thói quen ngại đi bệnh viện, tùy tiện trong sử dụng thuốc. Ngại không lên bệnh viện thì tiện đấy thì mua thì uống. Biết là thuốc thì uống sẽ bị kháng thuốc, nhưng mà cứ thấy nó khỏi là thôi lại mua. 4 liều không được thì 6 liều không được 8 liều, 10 liều. Hoa sốt ở nhà thì thông thường thôi, thì là tôi cứ tự ra ngoài bệnh cái cửa hàng thuốc của các vị trí bán thì tôi mua về uống. Cái bệnh của tôi như vậy là cứ lại phải kháng sinh đưa vào thì nó mới lại khỏi. Theo ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, mỗi năm có hàng trăm trường hợp dị ứng, sốc phản vệ do sử dụng kháng sinh liều cao. Việc lạm dụng không chỉ gây ra tình trạng kháng kháng sinh, làm cho sức khỏe yếu đi mà còn gây khó khăn cho việc chẩn đoán bệnh. Lạm dụng kháng sinh thì sẽ có những cái tác hại xấu tới sức khỏe, đặc biệt là với những cơ quan như là hệ tiêu hóa. Thì khi sử dụng kháng sinh kéo dài thì vô tình là cái kháng sinh này không chỉ tiêu diệt những cái vi khuẩn có hại mà còn tiêu diệt cả những vi khuẩn có lợi. Thì đặc biệt là những vi khuẩn có lợi ở niêm mạc ruột, nó sẽ gây ra những triệu chứng về đường tiêu hóa như là chứng bụng, đầy hơi, tiêu chảy. Thứ hai là nó cũng có thể gây ra những cái tác hại ở gan, vì gan là nơi mà thải trừ các độc tố của cơ thể. Cái ảnh hưởng xấu thứ hai đó là nó sẽ gây ra cái tình trạng kháng kháng sinh, đó là khi chúng ta mà sử dụng cái kháng sinh kéo dài thì làm cho vi khuẩn nó sẽ có tự sức đề kháng, kháng lại kháng sinh đó. Và lâu dần thì các kháng sinh sẽ không còn tác dụng lên vi khuẩn được nữa và làm cho tình trạng kháng kháng sinh trở nên ngày càng nghiêm trọng và làm sẽ khó khăn cho những cái liệu trình điều trị sau này.
Sử dụng kháng sinh là con dao hai lưỡi, lạm dụng nó giống như việc chúng ta tự đầu hàng bệnh tật. Vì vậy, mỗi người hãy có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình, chỉ sử dụng kháng sinh khi có kê đơn của bác sĩ, cùng chung tay ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh hiện nay. Tới đây, tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.